Do có mâu thuẫn, 15 thanh niên ở huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ điều khiển 5 mô tô mang theo 6 hung khí kéo đến phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ đuổi chém nhóm thanh niên địa phương. Một vụ việc khác, hai nhóm thanh niên ở phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ do mâu thuẫn trên Facebook đã hẹn chém nhau. Trong lúc hai nhóm gặp nhau giải quyết mâu thuẫn thì công an phường đã ngăn chặn và thu giữ nhiều hung khí có tính sát thương cao. Qua các vụ việc cho thấy, nguyên nhân đơn giản chỉ là sự bộc phát bất đồng mà nhiều thanh niên đã bị kích động lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.